Múc đất lên thủy lên nền nhà, đi múc đất nước rồng múc rồi để nước lớn nổi ra nổi lên thủy lên rồi rồi gì múc mà cái tay thì múc mà cái tâm suy nghĩ. Tôi nói lý do gì sao nhiều người á, tôi thấy nhiều người thì giàu quá giàu, người thì khổ quá khổ như mình đi, rồi nhiều người thì đẹp quá đẹp, nhiều người thì xấu quá xấu. Tôi nói bằng cộng nhân quả không lường, tôi ngồi suy nghĩ quả, tôi nói vậy thì tại cái nghiệp lực của mình rồi mới nghèo khổ vậy nè. Hồi đó con nghèo lắm. Rồi mới về mới ngồi tâm suy nghĩ, tôi nói bây giờ về chiều kêu vợ coi bây giờ mai tôi ăn chay không. Rồi ông nấu chay, tôi nói ăn chay, ông ăn chay ăn với gì, tôi nói muối rang đi, ăn với muối rang, đời xưa mà ăn với muối rang, còn không có rau rác thì chấm. Ăn luôn, bốn tháng mấy tôi xin trả lời về, tôi xin kêu gọi bà con nào mà chưa có đi vào con đường đạo, thì cố gắng đi vào con đường đạo. Tôi nói người vào đạo được mới sanh ra cái đức, mà cái đức có rồi mới sanh ra cái hạnh, đó, hạnh đức ân cần ráng tập chiên. Cụ quyền sắc tổ nơi chính suối miệng mai xa lánh sáu đường duyên, phải không? Là của đức thầy đó. Bây giờ nếu mình thiếu hạnh đức rồi thì mình làm mình ăn gì, đừng có thấy mình ăn giàu có rồi mình chạy theo đời riết là mình thất bại lắm. Thất bại nó sinh ra cái bệnh tai nạn, được tai nạn nó đến với mình rồi, rồi đến lúc đó ăn năn đã muộn rồi. Tôi bây giờ suy nghĩ, tôi nói con cháu tôi ăn chạy hết cả nhà luôn. Dạ hồi quý quá ha. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đã đến nhà của cô Sáu, cùng với gặp được là chú Tư, cùng với anh Năm đó. Thì đây là một vị thầy thuốc đã bốc thuốc cho bà con. Và hôm nay nghe nói là ở bên cầu án này có bà con nghèo đó quý vị, mà bị bệnh, mà có người tu bị bệnh đó. Thì cho nên đó là ông thầy Năm cũng có đồng hành đi về đây để mà thăm bà con bị bệnh, và đồng hành với Châu Phú là giúp những cái khoản tiền để mà trị bệnh cho bà con nghèo. Vì đây là bà con hứa ở cái ngôi nhà nào đó thì hứa sửa, cố gắng sửa mà ăn chay đó quý vị. Thì Châu Phú cũng cố gắng tạo cái duyên lành để mà thăm thì và giải cái nghề. Thì thường thường bên cầu án này á là đa số mò ốc hay là bắt cá hay là đi hái ớt hay gao. Thì Châu Phú thấy bà con cũng chịu đồng ý sửa, cho nên hôm nay trở về đây để thăm bà con tiếp tục. Châu Phú mời vị và các bạn nghe cái câu chuyện một người tu mấy chục năm rồi cũng vẫn bị nhồi cái quả vị. Đó là chú Tư và Châu Phú mời vị đồng hành cùng với Châu Phú nha. Nam mô Di Đà Phật. Thì con chào chú Tư, chào cô Sáu, chào thầy Năm, chào cô nha. Dạ thì thưa chú Tư, con biết là chú Tư ăn chay mấy chục năm. Nhưng mà trước cái lúc ăn chay đó là chú Tư bắt cá, bắt mắm gì dữ lắm rồi. Tại vì sao mà chú Tư nhận được và giác ngộ ăn tương mấy chục năm đó, bây giờ nó cũng phải bị ngứa như thế nào, thì chú Tư giải ra cái nhân quả đó cho bà con được biết. Rồi qua đây thì có thầy Năm cũng bắt mạch và cho thuốc, bổ thuốc cho chú Tư sẽ hết bệnh. Và Nam mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ tôi xin kể qua cái trường lớp tôi ăn chay năm nay hồi năm 26 tuổi. Mà từ hồi mà từ năm 26 tuổi trở lại đó, tôi cũng làm cá, rồi làm lứ, làm gió, làm rồi làm dữ lắm. Rồi bây giờ, rồi nhất là cái thời kỳ hồi lúc mới ăn chay chưa biết đi xịt kiến lửa đó. Kiến lửa người ta làm ổ, người ta sống mà mình đi xịt, lấy thuốc xịt, xịt đã rồi bây giờ nó trả quả lại cái bệnh ngứa. Đó bây giờ thì thiệt tình tôi đáng sợ. Bây giờ tôi tại sao mà ăn chay mà dưới mình ngứa, tôi suy nghĩ là hết phương. Tôi nói là vậy rồi sẽ đổ kiến lửa, nhất là kiến lửa. Kiến lửa nó làm ổ cho nhà mình, nó cắn nên mình xịt quá xịt. Rồi cái bây giờ phải tạ cái lại cái quả này, cái quả nó xịt kiến lửa nó ghê gớm lắm. Dạ, yeah. Rồi bây giờ là trong mình của ông Tư, chú Tư thấy như thế nào? Bây giờ mình tôi nó đang ngứa lắm, mà là mỗi lần ngứa thì ngồi gãi mà niệm Phật hoài đó. Con nguyện niệm Phật hồi hướng về cho các loài chúng sanh nào đó con giết. Con bị cái vô minh trong cái thân con không nhận ra con giết đó. Thì bây giờ con xin niệm Phật hồi hướng cho các vị đó, các cái dòng linh đó đang sanh về cổ Phật.
đó. Rồi con nguyện ăn chay niệm Phật đó. Rồi dạ. Con về mà cũng chưa hết nữa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Con cảm ơn chú Tư. Thì dạ. Thưa chú Tư, dạ. Con nhờ chú Tư á, là kể dùm cho con á, vì sao á, mà cái thời chú Tư còn trẻ đó, thì chú Tư đang ăn uống rất là ngon lành, rất là sung sức ha. Mà bắt cá, bắt mắm, đồ ăn rất là ngon. Dạ. Vì sao mà tự nhiên chú Tư có thấy cái điềm gì không mà chú Tư sửa? Ăn chay luôn mấy chục năm vậy chú Tư? Dạ, A Di Đà Phật. Đã xin trả lời cái câu hỏi của chú Phú. Bây giờ tự nhiên tôi hồi đó thôi, năm 25 tuổi. Rồi 55 tuổi còn trẻ lắm. Rồi đi mần đó, đời đó họ đi vô chú quản nó khổ lắm. Rồi tôi mới xuống sông, tôi lấy ghe, tôi móc đất trên thảy lên nền nhà đi. Móc đất nước rồng móc rồi để nước lớn nổi ghe nổi lên thảy lên rồi vì móc mà cái tay thì móc mà cái tâm suy nghĩ tôi nói lý do gì sao nhiều người á, tôi thấy nhiều người thì giàu quá giàu, người thì khổ quá khổ như mình đi, rồi nhiều người thì đẹp quá đẹp, nhiều người thì xấu quá xấu. Tôi nói bằng cộng nhân quả không lường, tôi ngồi suy nghĩ quá, tôi nói vậy thì tại cái nghiệp lực của mình rồi mới nghèo khổ vậy nè. Hồi đó con nghèo lắm. Yeah. Rồi mới về mới ngồi tâm suy nghĩ, tôi nói bây giờ về chiều kêu vợ coi bây giờ mai tôi ăn chay không. Rồi ông nấu chay, tôi nói ăn chay, ông ăn chay ăn cái gì, tôi nói muối rang đi, ăn với muối rang. Đời xưa mà ăn với muối rang không, không có rau rác thì chấm ăn luôn 4 tháng mấy 5 tháng trời. Đó ngày đó, đám cưới em vợ tôi đây, em vợ nhà này nè. Yeah. Rồi tôi mới ngã mặn, bị có cái bà bác hai đó, bà ăn chay, bà nói tự tao ăn chay rồi bây giờ tao nay tao ngã mặn bữa rồi mày cũng ngã luôn. Vậy hồi đó còn thơ ngây lắm. Yeah. Mới hai mấy tuổi mà cái ngã lại không bao lâu, bao lâu cái ăn lại ngã lại ăn rồi nó sanh bệnh hoài. Rồi bây giờ vậy tôi nói bây giờ thôi, bây giờ không còn ngã nhéo gì nữa, bây giờ đứng đi luôn rồi, không hết già rồi còn gì nữa ngã. Dạ. Vậy là đi ngã bao nhiêu lần? Con ngã 5 lần đó và bác cũng ngã cỡ đó đó cho vậy nè. Đứng luôn ngã à. Cỡ đó đó. Ừ. Dạ. Mới giác ngộ được đó, tới giờ mới giác ngộ được nó sanh để già tới già bệnh luôn. Dạ, vậy thì bác làm ơn cho con hỏi từ cái lúc mà bác quay đầu bác sửa đó mà mình đứng luôn vững luôn đó thì cái thời gian đó là bác có thấy khỏe hơn không? Hồi lúc mà thời gian mà chú nói tôi đi vững luôn không ngã nữa nè, yeah. Lúc đó khoảng chừng 40 rồi. Yeah. 40 rồi và 40 tuổi là vững luôn đó, tới giờ là không ngã nữa. Sức khỏe tốt không? Lúc đó được giác ngộ. Lúc đó bác có thấy có cải thiện cái sức khỏe của mình hay là công việc làm ăn không? Cải thiện được sức khỏe tốt lắm rồi, mới mà ăn khá luôn tới giờ. Khá luôn tới giờ đó ha. Cho mà lúc đó lúc rất nghèo, hồi lúc trước nó ăn chơi mà rất mà nghèo luôn. Vậy đó ha. Bởi vậy, bởi con ý con là nãy giờ có nhiều đó chú Tư. Con gọi mà hồi chú hồi bác đã thấy lớn tuổi. Dạ, Di Đà Phật. Tại vì á là mình sửa sớm, mình tới năm 40 mấy tuổi mình giác ngộ đó. Giác ngộ được đó. Mà giác ngộ rồi á mà cái sức khỏe có. Có. Rồi mình làm ăn cũng khoáng khởi, đạt luôn. Kết quả tốt đó. Dạ. Người ta mới ham tu. Dạ. Nãy giờ con hỏi cái ý chính đó đó. Dạ dạ đúng rồi. Dạ, đúng cảm rồi. Ơn dạ, dạ, bác Tư ơi. Đó. Dạ thì kế tiếp nữa thì thưa bác Tư, bác có cái lời nhắn nào đó đến bà con không? Có lời nhắn khuyên cho bà con cố gắng sửa sớm giống bác để cho cuộc sống khỏe nè. Đúng. Dạ dạ. Bây giờ theo lời chủ phú hỏi tôi xin trả lời về, tôi xin kêu gọi bà con nào mà chưa có đi vào con đường đạo thì cố gắng đi vào con đường đạo. Tôi nói người vào đạo được mới sanh ra cái đức, mà cái đức có rồi mới sanh ra cái hạnh đó, hạnh đức ân cần ráng tập chiên. Của quyền sắc tổ nơi chính suối miệng mai xa lánh sáu đường duyên, phải không? Là của Đức Thầy đó. Bây giờ nếu mình thiếu hạnh đức rồi thì mình làm mình ăn gì, đừng có thấy mình ăn giàu có rồi mình chạy theo đời riết là mình thất bại lắm. Thất bại nó sinh ra cái bệnh tai nạn được, tai nạn nó đến với mình rồi đến lúc đó ăn năn đã muộn rồi. Tôi bây giờ suy nghĩ, tôi nói con cháu tôi ăn chay hết cả nhà luôn. Dạ, hồi quý quá ha. Ừ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Tư, cho chú Tư chàng vỗ tay. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và quan thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay đồng hành với Châu Phú là có thầy Năm. Thì là Châu Phú thường hay gọi trên Zalo là kêu anh Năm ha. Thì qua đây là nhờ anh Năm có thể bắt mạch cho chú Tư.
đó là hiện giờ đang ngồi nói chuyện mà vẫn ngứa vẫn gãi hoài đó, gãi bắt mặt gãi hoài lên xem gãi cơ gãi bệnh gì. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, mời anh ha. A Di Đà Phật, cầu nguyện cho ông anh chú Năm này là bắt mạch cho trị bệnh thì được. Cái vấn đề bệnh của chú á, thì ở đây cũng có giúp nhiều trường hợp rồi. Thì của chú á, thì nó bị phong, cái phong đỏ, mình bị cái phong đỏ với cái phong cùi á, nó hai cái nó kết hợp với nhau, thành ra cái này là mình thấm bên trong á, mình gãi hoài máu gớm luôn mà nó không có hết, không hết uống luôn. Thuốc cũng không có hết không luôn. Thì ở đây á, đối với ở đây thì đối với cái góc độ của người thầy thì mình có cái phương pháp điều trị và cũng như mình có cái thuốc ngứa. Cái thuốc này là mình ngâm tới mấy chục vị thuốc lắm rồi mình xức vô là nó ngưng ngứa. Mà nhưng nó ngưng ngứa mà nhưng cái bên trong là mình phải uống thuốc nam chứ cùng cái thuốc mỡ. Mình mở ra nữa là mình kết hợp cả hai thì từ từ là bác sẽ khỏe chứ không có gì hết. Với cộng với trong cái thang thuốc mình uống đó đó thì có ăn ngủ được rồi bao tử gan rồi nhức mỏi tê luôn, ta hỗ trợ các cái bệnh luôn, ngủ không thận luôn, luôn. Ngủ không thì được. Bác uống cái thang thuốc này rồi thì bác sẽ ngủ được, bác ăn được luôn, nghe khỏe phấn của người luôn. Thì ở đây thì cũng đã có giúp nhiều trường hợp rồi. Thì hôm nay tại cũng có cái duyên cũng như cái góc độ thì cũng có cái tâm mình muốn giúp cho bá tánh nhận dân, thành ra đêm hôm cũng có coi những cái clip á, rồi thấy chúng sanh mình đau bệnh quá nhiều. Chứ hay nữa bệnh bây giờ là bệnh ngặt nghèo không à, tại vì lời thầy đã có nói rồi, bây giờ là thời kỳ trả quả mà quả. Chúng sanh không trở lại tu hiền á thì mà cũng khó mà cứu. Thì bây giờ cái góc độ của một người thầy thì mình phải giúp người thầy thuốc men, rồi mình gieo duyên, rồi mình phiên những cái bá tánh nhận dân trở lại cái con đường đạo hạnh, cũng như mình tu hiền rồi ăn chay rồi làm lành lãnh dữ theo của lời Phật thầy dạy. Thì từ từ cái bệnh của mình sẽ khỏe đi rất nhiều đó. Thì mình kết hợp giữa người thầy và người bệnh cộng với nhau thì ai cũng khỏe ngon lành hết. Thì hôm nay cũng đến đây thì cũng có cái duyên, thì cũng sẽ góc độ đây thì cũng có cái tâm để giúp hết khả năng, giúp hết khả năng cho bà con bất cứ bệnh hoạn đau ốm gì thì đây cũng có cái trách nhiệm. Mình cũng hứa với cái lời tổ thầy về trên là mình có giúp cho bá tánh dân thì ai bệnh hoạn gì mình có trách nhiệm giúp hết khả năng. Thì còn mình cũng có cái lời nhắn nhủ là cũng như mình phiên cũng như mình gieo duyên và rồi mình trở lại cộng lại cái tâm của mình thì ai cũng sẽ ngon lành hết, cũng như tùy theo cái bệnh của mỗi người, của mỗi chúng sanh cũng như nặng hay nhẹ. Nếu nặng thì mình nhẹ từ từ bớt, còn người nhẹ thì nó mau, cộng như cái tâm của người đó cúng lại tu hiền niệm Phật, mình làm lành thì tất nhiên cái nghiệp mình quá giải đi thì mình sẽ khỏe chứ không có gì hết. Tại vì do mỗi chúng sanh đó, mình không có nắm được cái chân lý của tổ thầy đã dạy hết rồi, đây là mình chỉ nhắc lại thôi. Thì ổng phiên mình đau ốm bệnh hoạn thì mình do cái nghiệp của mình. Thì khi mình quay lại mình uống thuốc men, mình cúng lại niệm Phật tu hiền thì mình trả cái nghiệp của mình thì mình nhẹ đi thôi. Cũng như tối bây giờ mình cúng lại, mình lại sám hối thì mình xin cái tội mình nữa, thì bây giờ mình trả gấp rút đi, mình cúng lên nhiều rồi mình lại sám hối đi. Đó thì bây giờ cái nghiệp mình trả hoài, giống như mình trả bữa nay mình trả viết lên thì mình hết, mình khỏe chứ có gì đâu. Do mình không nắm cái đường đi, cũng như mình phải nắm cái đường đi cho nó đúng thì mình khỏe. Cũng như bây giờ mình đã thiếu nợ mà mình không trả cái nợ đó mà mình gieo thêm, làm sao mình khỏe được. Đó, rồi thành ra bây giờ mình phải trả cái nợ dứt hết thì mình phải khỏe thôi. Mình làm y theo cái lời của Phật thầy dạy thì mình đều ngon lành hết. Đó, đã ông Phật ông dạy rồi thì mình đi đúng theo ổng, thì đúng theo tổ thầy thì mình ngon lành chứ không có gì hết. Còn mình đi chịch thì tất nhiên là thầy đâu có độ mình, đâu có cứu mình được. Dạ, cảm ơn Năm. Thì thưa Năm, bây giờ anh có cái loại thuốc nào thấy vừa ngồi mà vừa gãi đó anh Năm? Xức liền cho nó không? Có, xức vô thì bây giờ cởi áo luôn, ngứa chỗ nào là thoa vô chỗ đó hết. Thoa hết. Cởi áo luôn ha. Cởi áo, nếu mà quần giò hả? Cởi áo quay không được, quay YouTube cởi áo quay không được, vậy khoan để vậy chút xíu anh ha. Vậy là bây giờ anh cho thuốc cho ông bác đi. Thuốc đi. Cái thuốc này là cái thuốc chai mình ở đây xịt vô thoa trực tiếp cho ổng luôn á. Đúng rồi, vậy là anh thoa luôn hả? Thoa luôn. Quá ngứa rồi. Cái tay trước đi. Tay trước coi coi đỡ ngứa không nè. Cái tay chỗ này quá ngứa nè. Đó, tay ngứa quá nè.
A Di Đà Phật. Cầu nguyện Phật tổ và thầy từ bi gia hộ độ cho thầy Năm, ông là nó làm cho hết hết cái bệnh ngứa này coi. Nguyện độ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nè nè, đây là đó đó, đây là đó đó. Ừ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chút sức chúa rồi cái nữa, chút nó nóng lên là nó ngứa ngứa. Ngứa ngứa. A Di Đà Phật. 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 Rồi, A Di Đà Phật. Làm sẵn cái dầu vô ha. Cái này là ở trển đựng mà bệnh nhân ta lợi đó ngứa đó mình xịt tẩy nhà thuốc luôn. Xịt tẩy nhà thuốc. Xịt mình làm luôn. Có anh chà cái lưng này khỏi cổ áo anh Tư. Không sao khỏi cổ áo, cái tay thôi, chủ yếu là tay chứ. Cái tay hồi còn cái lưng nữa. Hết ngứa không? Mà chưa chà lát đi mới chà chưa biết. Chút nó nóng. Nóng lên là chút cái nóng lên chút nghe hả? Không sao, chà dở cái lưng nhẹ lên được, không sao. Mới chà chưa. Thôi cổ áo dở lưng không à? Dở lưng nhẹ thôi. Cái dài nhất, cái dài hai cái dài. Dài ha. Rồi hai cái dài, hai vậy. Khỏi lột, khỏi lột. Dán luôn. Hai cái dài nó ừ. Lột hết ra rồi. Cái dài ừ, nó ở đó đó, hai dài đó đó ừ đó. Sức lên một chút xíu nó ngưng ngứa rồi cái mình dày dữ lắm nó đồ trên hai cái ừ đó qua cái lưng. Nhám mà trần. Nhám mà trần luôn cái dài nè. Hai dĩ đạp Phật. Một chút xíu là nó phải hơi nóng, nó hơi gác chút nha. Bên này nó thầy Năm. Dạ. Kiến ngày xưa do giống như là xịt kiến lửa ha. À, y đang xịt kiến lửa giờ trả quả rồi. Là mình bị dập dừ dập ở ngoài da. Y đang ấy đang như kiến lửa cắn vậy đó. Y đang rồi đó tôi xịt kiến lửa mày. Dạ. Ông nhờ ăn tương nè. Nhờ ăn trái. Tương cụ quyền xây chuyển gặp bên đây nha. Dạ. Một tổ bên đây nói dạ, cho dạ, biết dạ, nha. Đúng rồi. Ừ. Ông Tương Tu Hiền thì Phật tổ, Phật thầy và ông bà người ta xây chuyển gặp cái người thầy đó để dạ, giúp cho dạ, mình. Dạ, dạ. Mình mấy đỏ rồi ha. Dạ, ăn chay gặp Châu Phú mới dẫn nhiều dắt thầy Năm lên. Dạ, giống như kiến cắn đi ra. Cái tay gấp này nó nóng rồi đó, nó nóng rồi. Hết ngứa dạ, không rồi đó. Dạ. Ừ. Dạ. Sẵn tha trước luôn kìa, tha trước ngược luôn. Buồn quá. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị đây là con bệnh ngứa nha quý vị. Dở lên được là bắt tư. Đó, đây nè, sang lưng này giống như là kiến cắn vậy đó. Kiến cắn vậy đó. Dớp trên kiến cắn mà tôi nói hồi đó trị kiến lửa đó. Dạ. Đi trả quả. Không, bây giờ không sao, bây giờ có tu rồi. Có tu rồi. Làm gì đặng cho bà con nhìn thấy đó. Nhìn thấy đó, đừng có sợ, đừng có sát hại sát sanh nữa. Dạ, dạ. Rồi còn ngứa chỗ nào nữa dạ, không? Dạ. Còn chỗ nào nữa con thô luôn. Còn cái cần cổ nè. Trên cổ phải không? Bên đây nè, hai bên đó, hai bên dữ lắm. Đó. Cái ngứa này là uống thuốc đâu có hết. Đâu có tay là không có giờ hết nổi. Thuốc tây chích uống gì không? Bệnh viện da liễu tôi nằm 2-3 lần không hết nổi. Đó. Tư với cũng ngứa vậy hay gì? Bà cũng ngứa vậy mà đó, cái tay bây giờ là ngưng ngứa rồi đó. À, ngưng ngứa đó, hỏi bác đi coi để ở đây ta chị là đâu ta nói rõ ràng đó. Chứ không có nói mình thay vậy là đủ rồi đó, đâu bắt câu cái để yên coi chút xíu coi. Chút xíu rồi chút xíu rồi cho nó nóng ra nó hết rồi. Nước giữa tay một chút. Rồi cái này là anh bốc thuốc cho bác Tư luôn đi. Thì thuốc có đem theo sẵn nữa thì đưa cho bác. Bao nhiêu thang anh để lên luôn đi ha. Để cho ông quay luôn đi. Đó, nay gặp thầy Năm được quý giá quá rồi. A Di Đà Phật. Bây giờ mình lúc nãy em có nói trước. Mình đi mấy người? À, còn bây giờ là gia đình này là hai người nè. Hai người ngứa lần đó. Còn chồng ngứa hết rồi. Còn nhiều người để phân thuốc. Ba người nữa hả? Vậy là năm người ha. Năm người vậy. Tôi hai người đó. Hai người. Hai người. Đấy. 4 6 8 12 đi, 12 thang đi là người 6 thang ha. 16 thang ha. Ừ. Mỗi một phần ai đi là phần. 16 thang. Một thang mình uống được mấy nước ha? Hai nước. Một hai nước. Nếu mình tiết kiệm nữa thì mình uống nước thứ ba vẫn được. Tiết kiệm nước thứ ba.
mình có đủ 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 12 thang chưa? Rồi đếm 12 bao. Rồi lại ống thường này có bao không, lấy bao để vô. Rồi được, chắc từ từ nữa thì mình tính sau. Đúng. Bây giờ là 5. 12 thang. Sao này 2 thang đó. Rồi 12 thang. Vậy có tốt tiền gì không? Không không, cái ở đây là cũng cũng làm phước. Tiền là mình không có nhận. Không phải, bây giờ vậy thì cũng cho đóng góp chút đỉnh vô. Đặng không, lên tiền công tiền cán. Không không không, cái không được. Cái mình làm phước là ra làm phước. Cái nào cho nó đúng đó, cũng như tổ thầy ta mới độ, mình làm chịch là không có được. Nó khó gì đó. Tại vì ở đây có cái tâm nguyện là giúp đời, với mình nguyện bề trên người ta chứng cho mình để mình cứu độ giúp chuyện bá tánh. Thì kính thưa quý vị, anh không có nhận tiền, nhưng mà anh nói anh nghe là cái này á, như thuốc anh cũng phải đi tìm, anh em cũng phải đi tìm, anh cũng phải hỗ trợ lại cho anh em để tiền sang cộ, hay là anh đi tới đi lui. Thì bây giờ em đại diện cho Mạnh Thường Quân, em rút ra để mà em hỗ trợ cho anh tiếp sức những cái phần thuốc, anh trị cho bà con đó được không? Tại vì cái này là tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân chứ không phải tiền của người bệnh ha. Thì bây giờ cái vấn đề đó thì nếu mà giúp á, thì ở đây giao duyên với nhau, mà nhưng ở đây cũng nói với các cụ và bà con mình thì ở đây cũng hứa là sẽ chi cho đúng mục đích, cũng như mình chi vào cái nhà thuốc, chi cho đúng bản thân, chứ đúng mình rồi. Không có lấy làm riêng tư cho bản thân là sai với tổ thầy. Cũng như bây giờ một số trường hợp mà để mình làm rồi mình đi mua đất hay mua xe là cái đó nó sai. Cũng như tổ thầy cho phép mình sử dụng đúng vào cái nhà thuốc. Cũng như mình mua bọc mua thuốc cho cái tiền điện tiền này kia, hoặc là rượu mình ngâm để cứu tiếp bá gia, thì mình lấy mình đưa vô cho nó đúng thì mình không có lỗi với tổ thầy. Còn mình lấy để đi mua xe hay mua đất sắm vô tiếng là đó mình sai với tổ thầy. Đó mình cũng nói rõ, tại vì mình cũng coi nhiều cái clip là nhiều trường hợp làm nó không có đúng. Nó cũng như mình lúc làm thầy một thời gian nổi lên rồi sau dướng vô cái vụ tiền bạc, cái nó tổ thầy người ta không có độ, rồi cái nó sai đi cái chân lý của tổ thầy. Rồi mình không có còn hay nữa. Nó thành ra mình phải nghiêm ngặt cái vấn đề tiền dưới sắc. Đã ông Phật cũng nói rồi, sắc màu cụ thể cũng không, mà nếu mình dướng vào cái đó là mình không còn cái ơn trên, người ta không có gia hộ mình nữa. Nó phải đi đúng cho cái chân lý là mình giúp ba gia ba tánh nó mới hay. Cảm ơn Năm rất nhiều ha. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là Năm đi hôm nay đồng hành với lại Châu Phú đó, thì đi tổng cộng thăm còn 3 nhà, là 3 người bệnh chỗ này hồi nãy chưa có thôi nè. Thành ra là bây giờ Châu Phú xin hỗ trợ tiếp sức cho anh Năm, là thầy Năm đó, tiếp tục đại diện Mạnh Thường Quân Châu Phú rút ra 4 vị nha quý vị, là tương ứng với 2 triệu đồng để hỗ trợ cho hôm nay phần thuốc men cùng với sang cổ thầy đã chạy đi đến đây. Chút nữa mình đưa Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục ha. Bây giờ em đại diện Mạnh Thường Quân rút ra 2 triệu đồng để hỗ trợ. Bây giờ rồi nữa có cách thế này không? Có chút nữa con đưa lại mình thoa nữa chứ không phải là thoa nữa nó mình thoa rồi phải không, rồi mình sắc thuốc mình uống chứ quá. Chiều nay nè chú lấy dừa tư mình đó dưới xà đâu mình ha, đâm mình dừa tư dưới xà đâu mình đó, đâm cho bác mình uống mở sổ 2-3 bữa liên tục cho nó ra ba cái độc tố hết luôn nha, cầm giùm anh cho nó ra độc hết luôn. Lá đó mình đâm dừa tư em trao cho anh giùm ha. Rồi bây giờ bác uống lên cho nó nha. Mở cái đó ra luôn. Cái đó nó mở mạnh. Để em hỗ trợ trước ha. Không phải em qua đây em đứng nè, mỗi một người 500 ha. Rồi đứng kế 5 giùm ha. Thứ nhất Châu Phú xin lật danh sách, tại vì rất là nhiều Mạnh Thường Quân. Nhưng mà Châu Phú nguyện hồi hướng công đức chung tất cả Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và quý vị đang xem trong ảnh luôn nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Zalo Ánh Minh gửi giùm bà Phạm Kim Yến 79 tuổi. Đây 500 Zalo Ánh Minh nha quý vị. Đây rồi gửi cho Năm 500. Gửi lời cảm ơn Zalo Ánh Minh giùm em luôn ha. Rồi nay thì cũng có cái duyên với Châu Phú thì cũng đến gia đình đây để giúp cho bà con, thì đối với cái tâm nguyện thì giúp cho bá gia bá tánh, thì hôm nay cũng giao duyên 500 ngàn này thì bản thân cũng hứa là sẽ chi vào đúng cho cái mục đích, chứ không có chi riêng nữa. Thì cũng hứa với và cũng chúc cho cái những cái Mạnh Thường Quân, không phải riêng một người hay người mà tất cả Mạnh Thường Quân luôn mình đồng hành với nhau để cùng với nhau mình giúp cho chăm họ.
Đó, cái gì mà mình giúp cho chăm họ thì mình cứ làm, mình giúp cho chăm họ thì mình làm, đó là điều tốt quý thầy đã dạy, thì mình cố gắng mình phấn đấu mình làm đi. Cái thời kỳ này nó đã cận kề rồi, mình phải cố gắng mình làm lành làm phước đi, để sau này mình được mình cứu củ quyền mình nữa. Để trễ một nước cờ rồi là mình không có kịp nữa. Thì ở đây cũng nói lên đúng cái tâm nguyện và đúng với cái lời thầy tổ đã dạy. Dạ. Thì bây giờ ở đây thì hồi trước cũng làm việc. Dạ. Mà bây giờ đã nghỉ, xin viết đơn nghỉ thì trở về ăn tương tu hiền để giúp cho ba gia. Thì cũng có cái căn duyên thì cũng hứa với tổ thầy. Thì mình làm phải cố gắng, mình quyết tâm làm cho nó đúng. Rồi, và mình giữ cho nó tròn. Rồi, cũng... rồi kế tiếp nữa, đây là Gia Lô Hiếu gửi giúp hoàn cảnh nghèo. Đây là Lạc Ngay Trăng, Zalo Hiếu mới vừa gửi hôm nay luôn, là 10/4/2023. Rồi 200.000 nữa em, Zalo Hiếu tiếp tục. À rồi 200. Ồ, Ánh Minh này có duyên với anh hay gì, Lạc gặp Ánh Minh nữa. Ánh Minh. Dạ. Rồi Zalo cô Võ Kim Tho. Để coi cô Võ Kim Tho. Rồi 500, Zalo cô Võ Kim Tho gửi luôn. Anh chỉ cảm ơn gia đình cô Võ Kim Tho cùng Mạnh Thường Quân vậy là được ha. 6. Rồi gửi lời cảm ơn luôn anh cô Võ Kim Tho. Rồi đây cũng thay mặt cũng xin cảm ơn chủ cô Võ Thị Kim Tho, thì cũng chúc cho cô Hiếu mạnh khỏe rồi tinh tấn trong con đường đạo hạnh, rồi mình cố gắng mình làm những cái điều lành thì mình phát quý nữa, để giúp cho bá tánh thì một điều rất là tốt khó kiếm ở trong xã hội, thì cũng mong tất cả mọi người đều đồng hành với nhau. 500, cô Võ Kim Tho ha, tiếp tục luôn. Thì Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 500 gửi tu sĩ. Đây Zalo Lữ Nguyệt Gia Bảo 500. Rồi Zalo Lữ Nguyệt Gia Bảo 500 em ơi. Số 7. Rồi cảm ơn Lữ Nguyệt Gia Bảo luôn ha. Hỗ trợ thầy 5. Thuốc 500. Rồi anh cảm ơn chị Lữ Nguyệt Gia Bảo em ha. Thì cũng xin cảm ơn chị Gia Bảo, thì cũng thay mặt cũng xin cảm ơn chị cũng có cái tâm tốt để mình cùng nhau giúp cho bá gia và tánh, thì cũng xin cảm ơn chị và cũng chúc gia đình chị tiếp tục tinh tấn trong con đường đạo hạnh và làm những điều tốt đẹp. Dạ cảm ơn anh. Thì vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, đúng là cái duyên rõ ràng luôn. Ở đây còn là Zalo Trương Thị Chi gửi 3 triệu, bây giờ còn ở đây 300 luôn là vừa đủ 2 triệu. À, đúng là trên Châu Phú nói hỗ trợ 2 triệu, mà trong tâm rút ra 200 lẻ chắc là 2 triệu 2, nhưng mà bây giờ là cũng vừa tròn 2 triệu luôn, anh thấy không? À, cũng quy diệu. Thì kế tiếp nữa Zalo Trương Thị Chi hỗ trợ thêm 300 nữa tí đây, là chẳng 2 triệu đồng. Rồi gửi lời cảm ơn chị Trương Thị Chi ha. Và cũng chân thành cảm ơn Năm, thầy Năm đó ha. Đã đồng hành cùng em thăm bà con bị bệnh đó. Thì xin chúc cho thầy có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống ha. Hy vọng bà con sẽ liên hệ với thầy và nhờ giúp bệnh. Vì biết là thầy Năm là giúp. Thứ nhất là bị sạn thận quý vị. Đó, có bài thuốc sạn thận và có những cái bài thuốc rất là hay. Cái sỏi thận 7-8 ly là mình uống vài thang là phá luôn. Bây giờ thầy cho số điện thoại luôn đi ha, cho số điện thoại cho bà con cứ liên hệ trực tiếp với thầy luôn. Với thầy đọc số điện thoại chậm dùm cho Châu Phú. Dạ. Đọc đi thì, đọc. Cũng xin đọc số điện thoại của bản thân thì để cho bà con có bệnh đó liên hệ đến nhà thuốc để giúp cho bà con mình được khỏe phắn, rồi mình yên tâm mình lo màn ăn tu hiền. Thì trên số điện thoại của bản thân thì 0398 77 3398. Đọc lại luôn chậm á. 0398 77 3398. Dạ, Di Đà Phật. Rồi cảm ơn thầy Năm. Cùng với cảm ơn bác Tư, cô Sáu và cô ha. Thì kế tiếp nữa thì... cô Sáu bị bệnh sao đó lại cho thầy ổng bắt mạch luôn. Cô Chính đó ha, kìa coi cô Chính kìa coi bị sao. Tim hay gì đó. Cái đưa được đây. Để chút nữa bác cõi ra con thon cái nữa chứ. Dạ. Con thon cái nữa chứ. Cái tay nãy giờ nó đỡ ngứa cái tay không bác? Nó cũng còn ngứa. Còn mà như nó đỡ một chút, mình sức nữa mình phải đưa thuốc sức nhiều lần chứ không phải có một... có cho chai thuốc sức luôn ha. Có một chút nữa cho một chai thuốc sức nữa rồi mình uống thuốc nữa. Mà anh đỡ hồi nãy ha, còn ngứa.
cởi chút cởi áo ra luôn đi rồi cái tho nó một phần quần nữa. Dạ. Tại của bác nó quá nhiều đi. Dạ. Rồi thì cô lên đó ngồi chút rồi xíu. Cái bệnh của cô ha. À, bây giờ thứ nhất là cái bao tử ha, nó hơi dư hơi. Hơi chậm tiêu á. Thứ hai là mình hơi hảo, mình mệt hoài ha. Ba là mình khó ngủ. Cái thứ tư là cái thận mình cũng hơi yếu á. Rồi dưới mình lâu lâu cũng tê nhức mỏi ha. Thì nói 4 năm chứng bệnh á, thì mình uống cái thuốc nam này thì bắt đầu thì nó khỏe vắng của người. Ăn uống rồi mình khỏe là luôn ha, hồi phục lại. Rồi mình cũng gắng cúng lại niệm Phật Tổ Hiền ha. Dạ, yeah, rồi. Mà bác sĩ coi vậy phải đúng vậy hả? Thì cái tim mình đó, có tim mình nó hảo mệt mệt mà nè. Cái mạch tắc là cái tim mình nó hảo mệt mệt ha. Thì mình uống cái thuốc nam này vô thì nó khỏe, nó ổn định lại. Trong đây ta có hỗ trợ về tim luôn nha. Cái thang thuốc á. Thang thuốc này á, là nó hỗ trợ về tim nè, bao tử nè, nhức mỏi nè, ăn ngủ được. Thần kinh tọ rồi khớp luôn. Nói chung là nó trị là thận luôn. Hỗ trợ là cái thang thuốc này trước khi mình bốc mình hốt là tính hết rồi. Liều lượng trong đó với các cái vị thuốc để hỗ trợ bệnh gì đó nó có không đó, rồi ngứa ngáy đồ phong đồ có luôn. Cho nó ngủ được. Ừ. Dạ vậy đó ha. Cái của bác á là phải chiều nay mình lấy nước dừa xà đâu mình uống liên tục vài bữa đó nghe. Tại vì tôi đánh cho nó nhanh đó. Xà đâu với nước dừa nó mở lắm nghe. Nó mở sổ độc ra là cho nó mau. Ờ. Mình đâm rồi cái mình vắt nước, đổ nước vô, mình để chút muối rồi mình vắt cái uống luôn cho ổng mở mạnh lẫn cho độc đó. Không, cái nấu thuốc mình vẫn uống, cũng như đây tôi chỉ thêm lẫn phối hợp. Chạo đâu nước dừa mày khỏi nấu hay? Khỏi, mình đâm tư á, đâm tư rồi cái mình uống cho nó mở, nó ra độc mau lắm. Rồi, vậy thì vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là video cũng đã dài rồi. Bây giờ sư huynh năm là phải đi vô để mà thoa thuốc cho ông bác Tư. Thì xin cầu chúc cho toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào tạm biệt nhé. Và Nam Mô A Di Đà Phật.